Chào các bạn, Quyên đã dậy rồi đây. Cùng đi nhặt với nhà Quyên trứng gà với nhà Quyên nhá. Nay thời tiết khá là mát, cũng không đến nỗi nắng lắm nhưng mà có tí gió cũng mát à. Mọi người có cảm thấy cái góc quay của mình hơi bé không? Tại vì lúc mình xem ở trên máy tính thì cái nếu quay dọc này thì hơi bé. Mấy cái bạn vịt này đi sang bên này bỏ hết bên đây. À, cái này đâu để đi câu cá. Ôi mẹ chặt cái chuối đâu tối. Chốt 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 chốt. Mèo. Ồ, nhìn thấy mình nó chạy mất tích luôn. Các bạn gà ơi, đi ra đây là. Ồ. Ồ, cái con danh con này chưa đời đi ra. Nó thấy mở cửa nó phát là nó chạy ra. Vèo phát là nó phi ra ngoài này. Ồ. 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 Không đến người đâu. Thế được vèo phát được con cá lên. Hình như ăn rồi thôi. À không phải, cái đây là lá. Thì nhìn tưởng là bảo bịp được chứ gió. Bây giờ trứng gà thôi. Sao hôm nay các bạn gà đẻ được bao nhiêu quả trứng nữa các bạn ơi? Ra đi. Ngạo đầy thóc ở trong đây mà nhìn thấy mở cửa vẫn lao vào. Ừ. Ồ, hôm nay các bạn gà này đẻ được có mấy quả trứng? 2, 4, 6 quả. Ồ quấy. 3 quả tôi đến đâu rồi các bạn ơi? Ồ, bình thường nó đẻ được 9 quả trứng mà hôm nay nó đẻ được 6 quả thôi. Đâu mất 2 quả rồi, chẳng lẽ hôm nay nó cũng nghỉ đi chơi 20 tháng 10? 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam. Xích xích. Đây, 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 đây. Ô, 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 ô. Quay, quay, quay. Quay, quay, mấy cái thằng này. Trứng gà của tôi đấy. Xích. Cho tạm lên đây. Đi câu cá đã. Được rồi. Ừ, những cũng không an toàn lắm. À, hỏi cả. À, khó vào thứ. À, nổi tâm rồi giờ. Các bạn chống trường là điểm là các bạn đã được nghỉ đi về đó. Phật phòng của phòng thì cá to nó khôn phết đấy, hay hết mồi rồi. Cái đầu dây cảm giác không an toàn mấy. Cầm đầu ấy, cầm đầu. Khô này á, cơm này là cơm quả. Con to. Con to. Thấy mùi cơm đấy các bạn. Cơm với cám. Mùi cơm dã với cám. Chíu chíu. Em tay tên tên.
quê. Qua bác vượt ra đây chưa nhỉ? Vượt ở trong kia à? Mà con vịt nó đang đi theo à, mấy con cá nó đi theo cái đàn vịt ăn nó lùa. Thế đi sao mà lấy câu? Cá chép nó thích ăn đấy. Rồi con vịt bên kia nó chui sang bên kia nó rũi hết cái đống kia rồi kìa. Bắt mấy con cá sộp ăn rồi. Sộp mà không cắn cơm chứ. Bắt được trong tráng. Ừ, cá kho à, cá nấu dưa vẫn còn. Ờ thế cái đầu cũng là cái đuôi cũng còn nguyên. Trưa nay hôm qua để trong tủ lạnh nó đông sánh lại, nước nó đông sánh lại. Chiên lúc đầu nó kêu không ăn. Ý, cái đấy phao phao phục phong phục phong rồi. Sắn cho nó bắt đầu nó ăn. Cái là nấu dưa để nếu ấy nó trong trong ngon. Nó đông mà nó đông như a à, như thịt đông mà cái nước của nó đông đầu tiên lấy ra cắn ra nó bảo mỡ nó không ăn. Còn mày ăn thử ngon lắm. Nếu mà cậu ăn ăn xong ăn cậu nghiện. Mình cho hết vào bát thì cơm nóng nó chảy nước ra lại thành mặn. Nó khôn lắm mà cá chép nó mà thả bùn đi đằng kia nó ăn hết thóc xong bắt đầu nó mới ra chỗ khác. Tôi biết sắp hết pin rồi các bạn ơi, hẹn gặp lại các bạn trong video sau sau nhá. Mọi người nếu chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn nút nhận thông đăng ký và nhấn nút nhận thông báo để được xem video mới nhất từ nhà Lệ Quyên nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Thì máy mình sắp hết pin rồi nên là tự động tắt nguồn thôi.